Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Tại hội nghị, ban chỉ đạo đã nghe báo cáo của các nhóm sĩ quan Việt Nam đang tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan về tình hình dịch COVID-19 tại địa bàn. Hiện Nam Sudan đã có trên 1.600 ca mắc COVID-19. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, do hạn chế về năng lực y tế, số người mắc COVID-19 tại đây thực tế có thể cao hơn nhiều. Hiện Nam Sudan là một trong năm nước châu Phi có tỷ lệ người mắc COVID-19 tăng nhanh nhất và là một trong những nước đứng đầu về mức độ nguy hiểm trong đại dịch. Còn tại Cộng hòa Trung Phi cũng đã công bố trên 1.800 ca mắc. Trong đó, chỉ tính riêng phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại đây đã có 30 ca, trong đó có 1 ca đã tử vong. Trước những diễn biến nói trên, Bộ Quốc phòng đã động viên các sĩ quan Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại hai quốc gia này giữ vững lập trường chính trị và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Hiện Bộ Quốc phòng đã xây dựng xong các kế hoạch, phương án về mức độ lây lan COVID-19 đối với lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam để kịp thời xử trí khi có tình huống xảy ra. Trong đó, có cả phương án rút quân về nước nếu dịch bùng phát mạnh. Cũng do ảnh hưởng của dịch, một số sĩ quan Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi sẽ không thể về nghỉ phép như kế hoạch hoặc phải kéo dài thời gian công tác thêm nhiều tháng. Do đó, Bộ Quốc phòng sẽ gửi thêm thiết bị y tế chống dịch cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại các phái bộ trong thời gian sớm nhất. Tại hội nghị trực tuyến, Thượng tướng Trần Quang Phương đã công bố thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các sĩ quan Việt Nam đang tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đồng thời tặng $100 một người một tháng cho mỗi sĩ quan. Trong thời gian qua, các tổ công tác tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan đã không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn và còn có nhiều hoạt động ý nghĩa được Liên Hợp Quốc ghi nhận đánh giá cao. Trong đó, tiêu biểu là Trung tá Nguyễn Thị Liên đã được tặng giấy khen đột xuất nhờ ý tưởng tự may khẩu trang, cấp phát miễn phí cho toàn bộ nhân viên phái bộ và một số người dân tại Nam Sudan.